Được phóng lên quỹ đạo vào ngày 7 tháng 5 năm 2013, vệ tinh VNRESAT 1 đã chụp được hơn 20.000 cặp ảnh vệ tinh, trong đó không ít những bức ảnh được phục vụ cho ngành khí tượng thủy văn và giúp dự phòng kịp thời trước thiên tai có thể xảy ra. Đây là thành tựu nổi bật mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố trong buổi tổng kết một năm vệ tinh đầu tiên của Việt Nam này đi vào hoạt động. Từ khi đi vào hoạt động, mỗi ngày trung bình vệ tinh VNRESAT 1 đã chụp được 100 ảnh vệ tinh quang học với kích thước là 20x20cm, độ phân giải cao, được quan chức năng trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ứng dụng trong việc giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường, thiên tai và biến đổi khí hậu. Đặc biệt dựa vào những bức ảnh có độ chính xác cao, cơ quan khí tượng có thể dự báo được thiên tai và dự đoán được hướng di chuyển của các cơn bão. Vệ tinh VNRESAT 1 đã thực hiện 5.290 vòng quay trái đất và hoạt động tương đối ổn định. Điều này đã đánh dấu một bước tiến lớn trong ngành khoa học vệ tinh của nước ta. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, dựa vào những thành công của VNRESAT 1, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục vận hành vệ tinh thứ hai mang tên VNRESAT 1B. Vệ tinh này sẽ do Bỉ sản xuất và là loại vệ tinh nhỏ mới nhất, dự kiến sẽ được đưa vào quỹ đạo năm 2017.